Thầy xin chào tất cả các em. Các em có thể nghe rõ âm thanh không? Các em có thể nghe rõ âm thanh không ạ? Bắt đầu âm thanh được rõ rồi các em ạ. Bắt đầu rồi. Như vậy chúng ta cùng chia sẻ giúp thầy các em. Chia sẻ chúng ta bắt đầu. Hôm nay có một sự cố cho nên là dẫn tới là nó chậm một tí. Đấy, nghe rất rõ đúng không? Rất rõ rồi. Chúng ta chia sẻ các em. Thầy chào các em nhé. Các em hãy chia sẻ, chúng ta bắt đầu vào công việc. Hôm nay có một trục trặc nhỏ cho nên là có chậm đi một tí em ạ. Hôm nay thầy chữa phần hoán vị gen phần 1, nội dung đã được đăng từ hôm trước cùng với tương tác gen. Hôm nay thì 25 câu đơn giản thôi. Khởi đầu phần 1 nó đang là những phần dễ. Còn đến phần sau thì chúng ta sẽ nâng dần lên em ạ. Các em chia sẻ, chúng ta bắt đầu. Thầy đang chia sẻ cho các group đây. Bây giờ ổn rồi các em nhỉ? Lúc nãy là do lỗi bên kỹ thuật là thầy quên không cắm mic. Và sau đó thì nó bị lỗi không 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 đưa lên được. Rồi, thấy thầy có đẹp trai không các em? Thầy rất là giản dị các bạn nhé. Chúng ta chia sẻ để bắt đầu công việc của tối hôm nay. Rất là đơn giản với 25 câu phần phả hệ. Và thầy cũng xin giới thiệu với các em. Tức là đây là hai cuốn sách ProF AT tập 2 và tập 4. Các cuốn tập 1 và tập 3 thì đã hết hàng, tập 2 tập 4 cũng đã hết ở trên Moon, không còn in nữa. Và các cuốn sách này thầy đã tái bản, hiện nay đang chờ in, đang chờ in, đã tái bản và viết lại thành các cuốn sách tự học để các em tự học một cách chất lượng nhất. Đồng thời đã chỉnh sửa các lỗi của các câu hỏi và bổ sung các dạng câu hỏi mới, bổ sung các dạng câu hỏi mới. Cho nên là các em hãy inbox cho cô Nguyễn Vân Moon, Nguyễn Vân để đăng ký, chúng ta đặt mua ngay từ bây giờ. Và các cuốn sách này thì thầy đã tái bản và đã viết lại theo một hướng nó không chừng nó tinh hoa, lấy lại toàn bộ các tinh hoa của các cuốn sách ProF này mà còn bổ sung thêm những dạng mới và lược bỏ đi những cái bài tập lỗi, những bài tập không hay. Vậy vậy thì chúng ta có nhu cầu, các em hãy đăng ký để chúng ta mua nhé. Đăng ký cô Nguyễn Vân hoặc đăng ký với các anh chị cộng tác viên ở MoonVN để chúng ta làm. Hôm nay thì từ nay đi thầy sẽ like và có hình ảnh cho các em. Trước đây thầy không có máy quay camera ở khuôn mặt cho nên là có thể có nhiều em chưa hình dung được chân dung của thầy. Từ bắt đầu từ hôm nay thì thầy sẽ like và có các cái thiết bị hỗ trợ để chúng ta cùng tương tác và chúng ta xem, chúng ta xem nhé. Đấy.
Có vẻ hơi tối các em nhỉ? Chúng ta bắt đầu các em nhỉ? Không thể xem hình được nữa, chúng ta bắt đầu. Thầy đang điều chỉnh nhưng mà có vẻ không được cho thuận lợi. Hôm nay chúng ta bắt đầu các em. Ở câu rồi, chào các em, bắt đầu nhá. Bắt đầu đây. Có hình rồi. Chúng ta bắt đầu đây. Ở câu 1, các em biết rằng là một cơ thể đực có kiểu ren. Rồi, có đầy đủ rồi đúng không các em? Lúc nãy có một tí là bị che một tí nhá. Một cơ thể có kiểu ren này biết các ren liên kết hoàn toàn. Khi các ren liên kết hoàn toàn thì sẽ cho bao nhiêu loại giao tử? Sẽ cho hai loại giao tử. Liên kết hoàn toàn phải cho hai loại, đó là A lớn B lớn D lớn và A nhỏ B nhỏ D nhỏ. Cho hai loại như vậy. Có vẻ hơi tối không không các em? Thầy cho ánh sáng lên một tí nhá. Hơi tối đúng không? Câu 1 B đúng chưa? Câu 2. Một cơ thể đực có kiểu ren này. GM 3 cặp ren dị hợp, giảm phân có hoãn vị ren thì cho bao nhiêu loại giao tử? Một cơ thể thì cho 8 loại giao tử bởi vì có 3 cặp ren dị hợp. Ba cặp ren dị hợp nhé. Ba cặp ren dị hợp thì sẽ cho 8 loại giao tử. 8 loại giao tử. Có vẻ không ánh sáng không được ổn lắm các em nhé. Buổi đầu tiên thì có thể hơi ánh sáng hơi một tí. Hôm sau thầy phải chỉnh cho các em nhé. Hơi tối một tí. Ba cặp ren dị hợp thì số loại giao tử sẽ là 2 mũ 3 bằng 8. Cho dù là nằm trên một cặp trong thể hay là nằm ở các cặp khác nhau thì với ba cặp ren dị hợp có hoãn vị ren sẽ cho tối đa 2 mũ 3 bằng 8 loại giao tử. Câu 3. Hai cặp ren A và B di truyền liên kết với nhau trong trường hợp. Hai cặp ren liên kết với nhau sẽ trong trường hợp đó là nằm trên hai cặp khác nhau là sai. Nằm trên cùng một hai ren, hai cặp ren nằm này cùng nằm trên một thể là đúng. Hai cặp ren cùng nằm trên một thể hay còn gọi là một cặp, đáp án B. Nếu hai cặp ren nằm trên hai cặp khác nhau thì đây sẽ là phân ly độc lập.
Đấy, câu B A phải phân nhập lập, còn câu B phải là liên kết với nhau. Câu 4, ở một loài thực vật có 2N bằng 24 thì số nhóm liên kết là bao nhiêu? Là 12. Số nhóm liên kết bằng số nhiễm các thể đơn có trong giao tử. Bằng số nhiễm thể đơn có trong giao tử, em ạ. Đấy. Đấy, chỉ có tử. Vậy thì 2N bằng 24 thì giao tử có 12 nhiễm các thể. Đấy. Vậy số nhóm liên kết là 12. Một loài có 2N bằng 24 đếm có 18.000 gen, trung bình trên mỗi nhóm thể có bao nhiêu gen? Vậy ta có như sau. Các em biết rằng là số gen sẽ bằng 18.000 chia cho N, tức là bằng 18 chia cho 12 bằng 1.500 gen. Rất nhiều em cứ tưởng rằng đáp án C nhưng không phải, đáp án A. Câu 5 đáp án A. Đấy. Tức là chúng ta phải chia cho số nhóm liên kết chứ không chia cho số nhóm thể, các em ạ. Chia cho số nhóm liên kết. Đấy, các em lưu ý cho thầy. Vậy thì có 24 thì có 12 nhóm liên kết và chúng ta chia cho 12. Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sai? Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì liên kết bền vững là đúng. Nếu xa nhau thì sẽ có hoãn vị gen, và khoảng cách càng xa tần số hoãn vị càng cao. Liên kết gen không xuất hiện biến dị tổ hợp là sai. Đáp án B. Tại sao lại sai? Là vì đây, liên kết gen. Ví dụ kiểu gen này. Nếu không có hoãn vị gen thì anh này sẽ cho ra đời con là A lớn B lớn trên A lớn B lớn, A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ và A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ. Vậy nó phát sinh biến dị tổ hợp. Phát sinh đây. Cho nên liên kết gen phải hạn chế biến dị tổ hợp. Chứ nếu nói rằng là không làm xuất hiện biến dị tổ hợp thì đấy là sai. Không làm xuất hiện là sai, các em nhé. Một số lượng gen nhiều hơn số lượng nhóm thể nên liên kết là phổ biến là đúng. Nguyên nhân là gen nhiều, nhiều nhóm thể ít, cho nên là liên kết là phổ biến. Liên kết gen đảm bảo tính di truyền ổn định của cả nhóm tính đạo là đúng. Nên đáp án B. Câu 7 nhé. Một cơ thể có kiểu gen này. Phát biểu nào đúng? Ta có này, cặp gen B lớn B nhỏ độc lập với D, B với D là độc lập là sai. B và D cùng nằm trên một cặp nhóm thể, cho nên chúng liên kết với nhau, không độc lập với nhau đâu. Các em ạ, độc lập với nhau. Cặp A di truyền phân độc lập với tất cả cặp lại. Đây, A là độc lập với tất cả các cặp còn lại là đúng. A độc lập với D, bởi vì A và D nằm trên hai cặp khác nhau. A độc lập với B, vì A và B nằm trên hai cặp khác nhau. A độc lập với E, A độc lập với H, A độc lập với M. Cho nên cặp A độc lập tất cả cặp. Hai cặp gen A và E cùng nằm trên một cặp thể là sai. Và bốn thể của loài HN12 không phải. 1, 2, 3, 4, 2N bằng 8. Ở đây có bốn cặp nhiễm các thể. Cặp A là 1, cặp BG là 2, cặp E là 3 và cặp HM là 4. Bốn cặp các em nhé. Đấy. Chúng ta sang câu 8. Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp nhiều nắp thể và cách nhau 40 cm. 40 cm có nghĩa là có hoãn vị gen với tần số 40%. Một tế bào các em nhé. Đây, rất dễ nhầm lẫn chỗ này. Một tế bào có kiểu gen này giảm phân thì tạo ra loại giao tử này.
Bây giờ có hai trường hợp. Trường hợp một là không có hoan vị. Nếu không có hoan vị thì A lớn B nhỏ là giao tử liên kết, cho nên nó sẽ một tế bào cho hai loại giao tử. Và mỗi loại chiếm 50%. Còn nếu có hoán vị thì một tế bào cho bốn loại giao tử, mỗi loại chiếm 25%. Vậy đáp án là B. Rất dễ nhầm lẫn đúng không? Rất dễ nhầm lẫn. Cho nên chúng ta rất dễ bị đánh lừa ở câu này. Rất dễ đánh lừa. Các em hãy cố gắng nhé. Cố gắng. Vậy thì cho tần khoảng cách 40cm để làm gì? Cho 40cm để nói rằng có hoán vị gen và tần số hoán vị nhỏ hơn 50%. Còn nếu ở câu này mà nếu cho biết là 50cm, nếu cho biết 50cm thì đáp án phải là 25%. Tức là tất cả các tế bào đều có hoán vị. Và khi đó thì nó cho bốn loại, mỗi loại 25%. Còn nếu thay tế bào bằng một cơ thể, thay bằng một cơ thể thì đáp án là C, một cơ thể. Một tế bào thì 1111 hải yến á, đúng rồi. Một tế bào thì 1111, đúng rồi. Thỉnh thoảng phải uống nước chứ ạ. Đấy. Cơ thể mới C, đúng rồi, mì linh. Cơ thể mới C nhá. Đấy, đây là một câu hỏi rất là hay đấy các em ạ, rất hay. Câu 9 các em. Em phải cẩn thận Linh nha. Năm ngoái em vừa rồi em cũng sai mất nhiều câu dễ đấy. Câu khó thì em làm tốt, còn câu dễ thì em lại làm sai. Năm nay em khắc phục nhé. Có vẻ hơi túi điện một tí, hơi túi điện một tí cho nên là ánh sáng nó hơi yếu. Thầy sẽ cố gắng buổi sau để khắc phục cho các em. Khắc phục cho các em, nó hơi tối một tí nhé. Chúng ta sang câu 9. Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể này, hoán vị xảy ra ở A, giữa A len. A lớn và A nhỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, số loại giao tử và tỷ lệ là bao nhiêu? Một tế bào xảy ra hoán vị thì cho bốn loại với tỷ lệ 1111. Một tế bào linh tinh ở cơ thể này hoán vị xảy ra giữa A và A nhỏ. Xảy ra giữa A và A nhỏ và một tế bào không đột biến, số loại giao tử và tỷ lệ số loại phải là bốn loại với tỷ lệ 1:1 vì tế bào này có hoán vị gen. Đấy, có hoán gen. Một tế bào có hoán vị thì dẫn tới là có bốn loại giao tử, tỷ lệ của bốn loại giao tử là 1:1:1 sinh tinh các nhé. Nếu thay chữ sinh tinh này bằng chữ sinh trứng, nếu thay bằng chữ sinh trứng thì chỉ cho một loại giao tử thôi, chỉ cho một loại nhé. Nếu thay sinh trứng chỉ cho một loại, còn sinh tinh là bốn loại có hoán vị gen. Một tế bào sinh trứng cho dù có hoán vị hay không có hoán vị thì cũng luôn luôn chỉ cho một loại giao tử mà thôi. Sinh trứng luôn luôn chỉ cho một loại thôi nhé. Còn sinh tinh thì cho bốn loại khi có hoán vị, còn không có hoán vị sẽ cho hai loại. Minh Thư ơi, khi nói tế bào thì em nhớ tế bào, khi nói cơ thể thì em nói cơ thể, thì có gì phân biệt đâu em. Chỉ cần em đọc ký đề là hiểu mà, có cần phải tư duy nhiều đâu. Thứ nhá, em cố gắng nhá.
Đấy, cho nên các em chú ý cho thầy là ấy, hôm nay có cái ảnh khuôn mặt có vẻ vui hơn đúng không em? À. Lê Minh Hoàng nói đúng đấy, thầy thầy ghim cái câu của Hoàng này, các bạn xem nhé. À. Chúng ta sang câu 10. Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1.000 tế bào, 1.000 tế bào thấy có 100 tế bào có tiếp hợp, loại giao tử này chiếm bao nhiêu? Đây ta có đây, A lớn, B lớn, trên A nhỏ, B nhỏ, và tỷ lệ tế bào có hoãn vị là bằng 100 trên 1.000 bằng 10%, bằng 100 trên 1.000 bằng 10%. Vậy tỷ lệ tế bào có hoãn vị bằng 10% thì tần số hoãn vị gen sẽ bằng 5%, 10% trên 2. Tần số hoãn vị bằng 5% thì khi đấy giao tử hoãn vị bằng 2,5% và giao tử liên kết bằng 47,5%. Như vậy ở câu 11 này, giao tử A lớn B lớn là giao tử liên kết. Đây, cơ thể này thì sinh ra A lớn B lớn liên kết. Vậy đáp án là A. Đáp án A nhé. Ồ, câu 10 chưa chửa các em. Ôi, sao lại quên câu 10 được nhỉ? Câu 11 A các em nhé, câu 10 đây. Câu 10 nhầm mất, qua mất câu 10. À. Quan sát quá trình giảm phân của 1.000 tế bào, thấy có 200 tế bào, loại giao tử được chiếm bao nhiêu? Vậy thì 200 trên 1.000 là ta có 20%. 20% thì tần số hoãn vị, tần số bằng 10%. Tần số hoãn vị bằng 10% thì giao tử hoãn vị bằng 5%. Các em nhé. Đấy. Ở bài này A lớn B lớn là giao tử hoãn vị. Còn ở bài 11 thì A lớn B lớn là giao tử liên kết vì kiểu gen này. Thì A lớn B lớn là giao tử liên kết. Em có nghe rõ không? Hôm nay ánh sáng hơi yếu, để hôm sau thầy cải thiện nhé. Chúng ta sang câu 12. 2N bằng 16. 2N 16 có nghĩa là có 8 cặp như thế. Có 8 cặp. Khi có 8 cặp nhóm thể thì ta có ngay. Trong điều kiện không có đột biến và trên mỗi cặp số 1, số 2, số 3 có trao chéo tài 2 điểm, cặp số 4, 5, 6 trao chéo tài 1 điểm, cặp số 7, 8 không trao chéo. Như vậy ta có là gì? Một cặp nhiễm sắc thể. Một cặp. Nếu có trao đổi chéo, có trao đổi chéo thì tại một điểm sẽ cho 8 loại giao tử. Còn nếu có trao đổi chéo tại tại hai điểm, tại hai điểm sẽ có 8 loại giao tử. Tại một điểm sẽ cho 4 loại giao tử. Không có trao đổi chéo thì cho 2 loại giao tử. Đấy. Không có trao chéo hay là giao tử. Vậy thì ở bài 12 này 1, 2, 3 là trao chéo tài điểm. Như vậy ta có 8 mũ 3. 4, 5, 6 là trao chéo tài 1 điểm, lại 4 mũ 3. Tức là có 3 cặp, chúng ta mũ 3 lên. Và cặp 7, 8 là không trao chéo là 2 mũ 2. Vậy sẽ bằng 2 mũ 8 mũ 3 bằng bằng 2 mũ 9. Đây là thành 2 mũ 6 và bằng 2 mũ 9 cộng 6 cộng 2 bằng 17.
2 mũ 17, 12B. Câu 12B các em nhé. Đấy, 12B. Chúng ta tiếp tục nha. Câu 13. Câu mà cũng tương tự như câu 12 thôi. Rồi, chào Bùi Nhật Ánh. Chào Bùi Nhật Ánh. Đúng rồi, Mai Anh nói đúng rồi, nhưng mà ở đây họ chỉ nói chung chung em ạ. Thì ta trả lời tối đa thôi. Cùng lúc, không cùng lúc ta xét chung luôn nhá. Xét chung luôn. Câu 13 này là 2N14. Như vậy ở câu 13 là ta có lại 7 cặp nhiễm đặc thể. Có 7 cặp và không đột biến. Vào kỳ đầu của giảm phân 1 có tiếp hợp và trao đổi chéo tại một điểm ở 2 cặp. Các cặp khác không có an vị, vậy ta có là bằng 4 mũ 2. Tao cho điểm có 4 loại giao thừa, 4 mũ 2. Các cặp khác không trao đổi chéo là bằng 2 mũ 5. Vậy bằng 2 mũ 9, đáp án A. Đáp án A các em nhé. Câu 14. Ba tế bào kiểu gen này giảm phân không hoán vị, không có hoán vị sẽ cho tối đa bao nhiêu loại từ? Không hoán vị thì ba tế bào thì có 6 loại giao từ. Một tế bào sinh tinh giảm phân không hoán vị sẽ cho 2 loại giao từ. Một tế bào sinh tinh giảm phân không hoán vị cho 2 loại giao thừa. Vì vậy 3 tế bào cho 6 loại. Câu 15. Khi nói về liên kết gen có bao nhiêu phát biểu đúng? Liên kết gen làm hạn chế biến dị tổ hợp là đúng, hạn chế. Các gen, các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị càng cao là sai. Càng gần nhau thì tần số hoán vị càng thấp, liên kết càng chặt hơn. Số lượng gen nhiều nên liên kết là phổ biến là đúng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp khác nhau thì không liên kết với nhau là đúng. Hai cặp gen chỉ liên kết với nhau khi chúng cùng nằm trên một cặp nhiễm thể. Khi chúng cùng nằm trên một cặp nhiễm thể các em. Đấy. Còn nếu nằm trên hai cặp khác nhau là phân ly độc lập. Phân ly độc lập. Số nhóm liên kết bằng số nhiễm đặc thể đơn có trong tế bào sinh dưỡng là sai. Tế bào sinh dưỡng là tế bào 2N. Mà phải có trong tế bào giao tử. Có trong tế bào giao tử. Đấy. Trong giao tử thì mới đúng em ạ. Chứ có trong tế bào sinh dưỡng là không đúng đâu. Em nhé, không đúng đâu. Trần Thanh Tâm ơi, thầy có dạy online chứ em? Rồi thầy nghề dạy online sao em bây giờ lại chưa biết à? Có nhiều bạn thì vẫn chưa biết thầy nghề dạy online đâu em ạ. Ờ, thế mới lạ chứ. Ừ. Đúng rồi, thấy ảnh nhìn vui hẳn. Đúng không em? Hôm trước cách đây 2 hôm thầy có giao lưu với các anh thủ khoa ở Y Hà Nội, ở các anh 30 điểm thủ khoa anh Hải ở Huỳnh Tấn Hải ở Phú Thọ và các anh thủ khoa của năm 2019, năm 2018 vừa rồi. Giao lưu một đêm ở tại một quán cà phê nhỏ bên cạnh trường Đại học Y Hà Nội. Cái thứ 2 hôm. Hôm nay thì thầy về và vừa mới mua được cái webcam để quay cái chân dung để giao lưu các em nó vui hơn. Rồi Trần Thanh Tuân lớp 10 vẫn có lớp vẫn có online Tuân à nhá. Tế bào giao tử nhá. Trong tế bào giao tử. Thế còn gọi là trong giao tử. Trong giao tử.
Như vậy đáp án là 134, đáp án B. 134B. 15. Câu 16. Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1.000 tế bào, thấy có 100 tế bào. Vậy thì 150 trên 1.000 bằng 15%. 15% thì tần số hoán vị là bằng 7,5%. Tần số hoán vị bằng 50% tỷ lệ tế bào hoán vị. Cho nên nếu một tất cả các tế bào đều có hoán vị, ví dụ 1.000 tế bào giảm phân mà cả 1.000 đều có hoán vị, thì lúc đấy tần số hoán vị là bằng 50%. Đấy cũng là lý do để giải thích vì sao tần số hoán vị không vượt quá 50%, mà thường là bé hơn 50% rất nhiều. Đấy, bởi vì ngay cả khi tất cả các tế bào đều có hoán vị thì tần số cũng chỉ đạt 50% mà thôi. Hai gen cùng nằm trên một trong vị trí 40 cm, cơ thể này tự thụ phấn, kiểu hình này chiếm lại bao nhiêu? Ta có đây, tự thụ phấn nhé. Vậy ta có là A lớn, B lớn, trên A nhỏ, B nhỏ, tự thụ phấn. Khi anh này tự thụ phấn thì chúng ta có ngay là kiểu hình F1 có kiểu hình A gạch B gạch có tỷ lệ bằng 0,5 cộng với kiểu ren đồng ngập lặng này. Vậy ở đây là khoảng cách 40 cm thì dần tới anh này để cho giao tử A nhỏ B nhỏ bằng 0,3. Anh này 40 cm thì giao tử hoán vị bằng 0,2 và giao tử liên kết là bằng 0,3. Vậy ở cơ thể này thì A nhỏ B nhỏ là liên kết, vậy 0,3, vậy suy ra A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ bằng 0,3 nhân 0,3 bằng 0,09. Vậy anh này bằng 0,5 cộng 0,09 bằng 0,59. 0,59 là đáp án D. Đáp án D. Chúc mừng rất nhiều em chọn D. Rất nhiều em chọn D. Câu 18. Hai gen cách nhau 40 cm, cơ thể này tự thụ phấn, vậy ta có cơ thể tự phấn, ta có đây A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ tự thụ phấn. Cơ thể này tự thụ phấn thì ta có là cơ thể này tự thụ phấn thì ta có là kiểu hình A gạch B gạch D gạch sẽ bằng A gạch B gạch nhân với D gạch. Và chúng ta biết rằng là A gạch B gạch này là bằng 0,5 cộng với kiểu ren đồng ngược lặng nhân với D gạch. Mà phép lai này chúng ta ghép lại bằng A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ lai với nhau nhân với D lớn D nhỏ lai với nhau. Vậy thì anh này phải cho 3/4 là D lớn gạch, 3/4. Còn anh này sẽ cho, anh này sẽ cho A gạch B, A nhỏ B nhỏ, cho A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ bằng tần số 40%. Thì giao tử này là 0,3 như lúc nãy nói là bằng 0,09. Vậy cái này bằng 0,59 nhân với 3/4 bằng 0,59 nhân 0,75 bằng 44,25%. 44,25% đáp án B. Đáp án B nhá. Đấy. Câu 19. Xem hay comment các em. Rất nhiều em sang làm sang câu 20 rồi. Nhanh quá.
có 19 các em. Cho cây thân cao, hoa đỏ, tự thụ phấn. Đời F1 có tỷ lệ này. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu? Đây, ta có đây. Vậy muốn biết tần số hoán vị gen thì chúng ta phải dựa vào kiểu hình đồng hợp lặn. Dựa vào kiểu hình đồng hợp lặn. Từ kiểu hình đồng hợp lặn, kiểu hình lặn, suy ra kiểu gen lặn, suy ra giao tử lặn và suy ra tần số hoán vị. Đấy, nó logic như vậy các em. Logic như vậy. Vậy ta có anh này là cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn, mà đời con có thân thấp hoa trắng. Đời con có thân thấp hoa trắng chứng tỏ thân thấp hoa trắng là kiểu hình lặn. Vậy kiểu hình lặn ở đây là thấp trắng. Thấp trắng này có kiểu gen là A nhỏ, B nhỏ, T nhỏ, B nhỏ, có tỷ lệ bằng 16%. Nó bằng 0,16. 0,16 thế này. Và mọi diễn biến của quá trình sinh hạt phấn và sinh nhoàn giống nhau, có nghĩa là tần số hoán vị ở đực và cái là giống nhau. Tần số hoán vị ở đực và cái giống nhau thì Trần Minh ơi, chiều mai thầy đăng đề em nhá. Chiều mai đăng đề được em. Hôm nay live xong thì hơi muộn cho thầy phải làm một số công việc để sáng ngày mai thầy đang còn dạy lớp ở, cho nên là thầy chưa hứa được với em, mà chiều mai thầy đăng đề cho em nhá. Chiều mai các em. Tần số hoán vị ở đực và cái bằng nhau, trên cái này sẽ bằng 0,4 nhân 0,4. Vậy giao tử A nhỏ B nhỏ bằng 0,4 thì giao tử lặn bằng 0,4 thì suy ra tần số sẽ bằng. Đây là giao tử liên kết. A nhỏ B nhỏ có tỷ lệ 0,4 là lớn hơn 0,25. Khi nào chúng ta thấy giao tử có tỷ lệ lớn hơn 0,25 thì đấy là giao tử liên kết. Còn giao tử có tỷ lệ nhỏ hơn 0,25 thì đấy là giao tử hoán vị. Cho nên khi đó tần số hoán vị sẽ bằng 1 trừ đi 2 lần giao tử liên kết là 0,4 bằng 0,2 bằng 20%, đáp án D. Đấy. Thì như vậy là chúng ta rất đơn giản đúng không? Cách làm từ kiểu hình lặn suy ra kiểu gen lặn, suy ra tỷ lệ của giao tử lặn và từ đó suy ra tần số hoán vị. Nếu giao tử lặn có tỷ lệ lớn hơn 0,25 thì tần số hoán vị bằng 1 trừ đi 2 lần giao tử lặn. Nếu giao tử lặn có tỷ lệ bé hơn 0,25 thì tần số hoán vị bằng 1 bằng 2 lần giao tử hoán vị, bằng 2 lần của giao tử này, giao tử lặn. Đấy nhá. Đấy. Các em có gì không rõ các em comment thầy chữa cho các em nhá. Chữa các em. Thầy chữa cho. Tiếp tục các em. Câu 20. Biết AB như vậy, ta có đây. Để thầy xem comment thôi chứ. Sao không thấy có em nào comment rồi nhỉ? Thầy chứ chị nhìn máy một tí nhá, để ta tắt máy đi. Đây tiếp tục các em. Câu 20 này là cho biết là A quy định thân cao trở an toàn thân thấp B như vậy. Cho cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó thân cao hoa trắng F1 có 4 kiểu hình thì suy ra P gì hợp?
hai cặp ren. Đấy, chúng ta chú ý. Và khi P dìa hai cặp ren thì chúng ta sẽ có, ta phải có như sau. P dìa hai cặp ren chúng ta phải có như sau. Là kiểu hình cây cao hoa trắng là A gạch B nhỏ bằng 16%, là bằng 0,16. Và khi đó thì kiểu hình A nhỏ B nhỏ, kiểu hình lặn sẽ bằng 0,25 trừ 0,16 bằng 0,09. Như vậy chúng ta có là 0,09 đồng hợp lặn này. Và giảm phân giống nhau, vậy bằng 0,3 nhân 0,3. Và 0,3 thì chúng ta tần số sẽ bằng 1 trừ 2 lần của 0,3 bằng 0,4 bằng 40%. Đáp án là B. Bạn B. Ôi, Mỹ Linh làm nhanh quá nhỉ. Mỹ Linh nhanh quá. Chúng ta sang câu 21. 21. Hôm nay có vẻ hơi tối điện đúng không? Tối ta em nhìn hơi khó. Nhìn hơi khó các em. Thầy dừng một tí, thầy chỉnh xem có chỉnh được không. Con gái đưa nước đến các em. Để khi nào giới thiệu con gái cho các em làm quen nhá. Thầy đang chỉnh một tí. Chỉnh một tí cho sáng hơn các em. Rồi, chắc là được rồi. Có sang hơn rồi đúng không? Có sang hơn một tí đấy. Có sang hơn một tí cho nó nét một tí. Nguyễn Đăng Phúc chữ đoán chuẩn quá đấy. Rồi, tiếp tục các em. Chỉnh một tí cho nó sáng một tí chứ không là tối quá. Rồi hôm sau thầy sẽ có kinh nghiệm hơn, hôm nay máy mới cho nên là nó có hơi chưa quen. Ôi, Đồng Tháp tuyệt vời nhá, Phúc Thịnh nhá. Thì tiếp tục các em. Cho biết mỗi gen mỗi tính đặng do một gen định trội hoàn toàn ở đời con của phép lai này. Đời con của phép lai kiểu hình này chiếm tỷ lệ 27%. Nếu ở hai giới có tần số như nhau thì tần số hoán vị là bao nhiêu? Vậy ta có đây. Ta ghép theo cặp em bằng A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Lai với A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn là một cặp. Dê lớn dê nhỏ với dê nhỏ là cặp thứ hai. Đấy. Vậy anh này sẽ cho 1 phần 2 dê lớn gạch. Vậy kiểu hình A gạch B gạch dê gạch bằng 27% thì suy ra A gạch B gạch bằng 27% chia cho dê gạch, mà dê gạch là 1 phần 2, vậy bằng 54%.
A gạch B gạch bằng 54% thì chúng ta suy ra ngay được. Suy ra ngay được là A nhỏ B nhỏ, tên A nhỏ B nhỏ bằng 54% trừ 50% bằng 4%. Vậy đã có là thép lai này các em. Thép lai này một bên là A lớn B lớn tên A nhỏ B nhỏ. Một bên là A lớn B nhỏ tên A nhỏ B lớn. Vậy thì A nhỏ B nhỏ tên A nhỏ B nhỏ bằng 4%. Nó sẽ bằng 0,1 nhân 0,4. Đây 0,4 còn đây 0,1. Vậy tần số hoan vị là 20%. Rất nhiều em có thể chọn D nhưng không phải. Đây là 2% là 2% nhá. Đấy. Chứ không phải 40 đâu. Rất nhiều em chủ quan có thể tưởng rằng đấy là 40%. Tưởng rằng 40% nhưng không. Lưu ý đây là kiểu gen của bố mẹ là khác nhau. Kiểu gen khác nhau em nhé. Chúng ta sang câu 22. Câu 22 này chúng ta chú ý rằng là hai gen cùng nằm trên một nhóm liên kết cách nhau 40 cm, C và D cách nhau 30 cm. Đời con của Fly này kiểu hình 4 tội. Vậy ta có là bằng A lớn B lớn tên A nhỏ B nhỏ lai với A lớn B nhỏ tên A nhỏ B lớn là một cặp. C lớn D lớn tên C nhỏ D nhỏ với C nhỏ D nhỏ là cặp thứ hai. Kiểu hình có 4 tội là A gạch B gạch C gạch D gạch bằng bao nhiêu. Vậy ta có anh này 40%, khoảng cách là bằng 40%. Vậy anh này sẽ có là A gạch B gạch bằng 0,5 cộng đồng hợp lặn là cộng 0,3 nhân 0,2. Đây. Tần số 400 thì anh này để cho A nhỏ B nhỏ bằng 0,2. Anh này cho A nhỏ B nhỏ bằng 0,3. Đấy. Nhân với anh này phải cho C lớn D lớn tần số 40% thì C lớn D lớn cái này sẽ bằng 0,35. 0,35. Vậy sẽ bằng 0,56. 0,56 nhân 0,35 bằng 49 bằng 196. 196 đáp án B. Đấy, 4B nhá. Câu 22. Câu 23. Câu 23 này chúng ta có là chúng ta có ngay là gì? Cho biết mỗi gen một tính trạng tuổi hoàn toàn tần số hoan vị 100% đời con này loài kiểu hình có 2 tội một lặn. 2 tội một lặn thì chúng ta có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là chúng ta liệt kê hai tội một lặn. Cách thứ hai là chúng ta giải nhanh. Và đây là P dị hợp ba cặp ren. Đây, dị hợp ba cặp ren. Thì ở đời con loại kiểu hình có hai tội một lặn có tỷ lệ bằng P dị hợp hai cặp ren, ba cặp ren nhé. Loại kiểu hình có hai tội một lặn có tỷ lệ bằng 0,5 trừ 5/4 nhân với đồng hợp lặn. Đấy. Có công thức giải nhanh như vậy. Công thức này thầy đã chứng minh ở trong sách và đã giải trong khóa ProS ở phần nâng cao. Trong khóa nâng cao đấy, có khóa nâng cao. Đấy. Vậy thì chúng ta có thể bằng ở đây là tần số 20% thì ở đây là A nhỏ B nhỏ bằng 0,4 nhân 0,4 bằng 0,16. A nhỏ B nhỏ là bao nhiêu? Vậy sẽ bằng 0,5 trừ 5 chia 4 nhân 0,16 bằng 0,5 trừ 5 chia 4 nhân 0,16 bằng 0,3.
đáp án C đấy bằng 30% các em nhé. Câu thức giải nhanh, rất nhanh gọn. Còn các em làm cách tuần tự liệt kê ra cũng đúng. Khóa nâng cao chưa khai giảng em ạ? Khóa nâng cao phải tháng 10 đấy, phải tháng 10, tháng 10 mới khai giảng nhé. Cho nên là công thức giải nhanh đã có trong các khóa học và ngay cả trong cuốn sách này cũng có rất nhiều công thức giải nhanh. Cái này các em hãy xem kỹ. Những ai đã học cái này thì đánh giá rất cao, và trong lần tái bản này thầy đã có bổ sung thêm rất nhiều cái mới. Và các em có nhu cầu các em hãy inbox cô Nguyễn Vân để chúng ta đăng ký, và khi có sách Nga thì cô sẽ chuyển về các em ngay. Thầy là người sáng tạo ra các công thức giải nhanh mà em. Rất nhanh nhé. Câu 24. Câu 24 này chúng ta có ngay là hai gen A và B cùng nằm trên một nhóm liên kết cách nhau 40 cm. CG cũng vậy. Kiều Huỳnh có đúng 3 tội. Nhưng bao nhiêu? 3 tội thì gồm có là, ta liệt kê ra các em nhé. Liệt kê ra. Sẽ bằng A gạch, B gạch, D gạch, A, B, C, D nhỏ cộng với A, B, C nhỏ, D cộng với đây để thầy viết lại cho nó dễ hơn, đúng không? Viết cái thấy nó hơi khó. Đây, ba tội đây. A gạch, B gạch, C gạch, D nhỏ cộng A gạch, B gạch, C nhỏ, D gạch cộng A gạch, B nhỏ, C gạch, D gạch cộng A nhỏ, A nhỏ, B gạch, C gạch, D gạch. Đấy, ba tội là như vậy chứ. Ba tội như vậy và ta phải có này. Hai này giống nhau. Và hai này giống nhau. Từng đôi một giống nhau. Và ta có như sau. Đây là biết 40% rồi, thì vậy thì đây A gạch B gạch là bằng, hai này giống nhau ta có bằng hai lần của này. A gạch B gạch là bằng 0,5 cộng với đồng hợp lặn là 400, đồng hợp lặn là bằng 0,06 nhân với C gạch D nhỏ D nhỏ, thì đây là C lớn D lớn và C nhỏ là bằng 15%. Cái này cũng vậy, cho ta nhân 2 lên luôn, cộng với bên này, hai này giống nhau cho ta nhân 2. A gạch B nhỏ là bằng 0,25 trừ 0,06 nhân với C lớn D lớn là bằng 0,35. Vậy ta có bằng 0,56 nhân 0,15 cộng 0,35 nhân 0, cái này là được 0,19. 0,19 bằng tất cả nhân 2. 301. Đấy, như vậy đáp án là C. 24C các em nhé. Rất đơn giản đúng không? Đấy. Tiếp tục các em. Câu 25. Ở một loài A thân cao, A nhỏ thân thấp. Theo loài này, kiểu hình thân cao hoa trắng quả dài màu đỏ. Tao thân cao này, thân cao là A gạch, hoa trắng là B nhỏ B nhỏ, quả dài là D nhỏ, màu đỏ màu đỏ là D lớn. Đây, A gạch B nhỏ B nhỏ, D lớn, quả dài là E nhỏ đấy. Có tỷ lệ bao nhiêu vậy ta có này? Theo line này nhá. Bằng bao nhiêu? Ta có là bằng A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Line với A lớn B lớn trên A B nhỏ là một cặp. Với D lớn E lớn và D lớn E lớn cặp thứ hai. Và Trần Minh ơi, cái chỗ C gạch D nhỏ bằng 0,15 là vì nó bằng giao từ C lớn E nhỏ em ạ. C lớn D nhỏ, tí nữa thầy giảng cho em. Tí nữa giảng cho em, không có vấn đề gì đâu nhá. Như vậy ta có là anh này có
40%, anh này có 2%, đây có 20%, thì ta sẽ có là kiểu hình A gạch B nhỏ sẽ bằng 0,25 trừ giao tử này bằng 0,4, giao tử bằng 0,4, vậy trừ 0,16. Còn anh này là D lớn e nhỏ bằng tần số hoãn vị của anh này 40%. 40% thì anh này bằng 0,3, 0,3. Vậy bằng 0,25 trừ 0,09. Vậy cái này sẽ bằng 0,09, cái này bằng 0,16. Vậy đáp án sẽ bằng 0,09 0,09 nhân 0,16 bằng 1,44%. Đáp án gì? Đây ta có nhá. Lúc này có bạn hỏi về ở phép line này C lớn D lớn trên C nhỏ D nhỏ. Đấy anh này. Thì anh này là kiểu hình lặn, này luôn cho một C nhỏ D nhỏ. Còn anh này phải cho vì tần số hoãn vị là 30%. Đây ta phải em nói câu 24 nhé. Hoãn vị 30% trên anh này phải cho là 0,15 C lớn D nhỏ và cho 0,35 C lớn D lớn. Trên C lớn D nhỏ này gặp cái này phải cho 0,15 C lớn D nhỏ trên C nhỏ D nhỏ. Đây chính là kiểu hình C gạch D nhỏ D nhỏ. Đó. Rồi cảm ơn các em. Chúc các em ngủ ngon nhá. Hôm nay đã có máy mới thì có phần mềm mới và có hình ảnh nó rõ nét hơn. Hôm sau thầy sẽ tiếp tục chỉnh lý để cho nó hợp lý hơn. Hôm nay bữa đầu chưa đang có phần bỡ ngỡ và đoạn đầu thì lại mất âm thanh nên cũng gây chậm cho các em. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy và hẹn gặp lại các em vào buổi tối thứ tư tuần tới.